tôi xin chào các bạn nhé. Chúng ta hôm nay hội họp ở đây chắc là có cái duyên lớn. Tôi nói là cái duyên là bởi vì ở đây nhiều bạn ở rất xa. Thế mà tự nhiên hôm nay là hội ngộ ở đây để nghiên cứu một cái phương pháp chữa bệnh mới. Một cái phương pháp mà chữa bệnh không cần thuốc. Một cái phương pháp chữa bệnh không cần kim châm kim chích. Một phương pháp chữa bệnh không cần kìm kẹp dao kéo mổ xẻ. Mà nhiều bệnh nan y bằng phương pháp này đã giải mã cho họ. Cho nên đây là cái duyên mà chúng ta hội ngộ để mà nghiên cứu, để rồi thực hành, rồi dùng cái phương pháp này để tự chữa cho mình và chữa cho bà con hàng xóm. Mà đồng thời cũng là cái phước lớn. Tôi nói cái phước là bởi vì mình có cái duyên rồi, mình nắm được cái phương pháp này rồi, vậy đúng là cái phúc lớn cho những ai mà nắm được phương pháp này để tự độ thân và tế thế, để tự cứu mình và giúp đời. Cái phương pháp đó các bạn đã biết rồi, đây, tên nó gọi là diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Diện trần là gì? Diện chắc các bạn biết rồi, đó là mặt. Mà trần tức là trần đoán, nhìn mặt mà có thể đoán được bệnh. Và đồng thời trên cơ sở cái mặt đó chúng ta chẩn trị, tức là chữa bệnh qua cái mặt, trên cái mặt, trên cơ sở cái mặt mà chữa muôn bệnh ở đời. Cho nên nó gọi là diện trần. Thì đúng là một cái duyên, mà đồng thời là cái phước lớn mà chúng ta nắm được cái này để chữa mặt. Vì cuộc đời của ta, không nói các bạn biết, có thể nói đấy, đau khổ nhiều lắm. Hình như cuộc đời ta nó vận chuyển theo cái quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Ai cũng vậy, mở mắt ra chào đời đã 3 tiếng khóc rồi. Lớn lên, tuổi càng cao thì sức đề kháng càng yếu. Bên ngoài bao cái thứ hăm dọa ta này, nào là thiên tai, nào là các tai nạn việc này việc khác, cộng thêm đấy cái ô nhiễm môi trường, mà sức đề kháng của tuổi cao đấy ngày càng giảm bớt đi, cho nên là các thứ bệnh tật nó tấn công. Rồi cuối cùng khi mà nhắm mắt kia tay lại khóc ly biệt, hình như mở đầu cái cuộc đời đấy là tiếng khóc, mà kết thúc cuộc đời đấy cũng là tiếng khóc. Có thể nói đấy, cái cuộc đời của con người chúng ta này này, không kể bất cứ ai cũng thế thôi, hình như vui thì ít mà khổ đau thì nhiều. Tôi nói khổ đau đấy bởi vì nó cứ chồng nhất nhau. Khổ là cái gì? Khổ tức nói về tinh thần, về tâm linh. Mà đau đấy nói về thể xác, nói về cơ thể con người ta thế này. Mà không có cái đau nào mà không gây nên cái khổ, mà chẳng có cái khổ nào lại không gây nên cái đau. Đau khổ cứ chồng chất, chất chồng, mà nó làm cho cuộc đời đấy cứ đau khổ đến mức độ là không thể nào biết được đâu là khổ mà đâu là đau nữa. Nó cứ đan xen, nó cứ là lồng quyện lại và cứ chồng chất lại, thì cuộc đời là như thế đấy. Đến mức độ là gì? Đến mức độ có thể nói đấy là cuộc đời như vậy đấy, nó đau đớn vô cùng này, nó đan xen này, nó lồng ghép lại đến mức độ là ta có thể nói đấy, chẳng vò mà dối, chẳng dần mà đau. Cho nên ai cũng muốn thoát cái đau, ai muốn thoát cái khổ, thì thoát cái khổ là chỗ nào? Người ta tìm đến các bậc siêu nhiên, đến thần, đến thánh, đến chúa, đến phật, vân vân. Tôi không nói cái chuyện đó. Thế còn muốn thoát đau là làm thế nào? Là tìm đến y học, tức là đến một khoa học nghiên cứu sâu sắc về cái sự sống và bệnh tật con người,
để từ đó tìm ra cơ chế làm thế nào bệnh càng giảm đi càng nhiều càng tốt, và đảm bảo sự sống nó có chất lượng ngày càng cao. Cho nên mới có y học. Cho nên bất cứ một dân tộc nào có nền văn hóa riêng của mình là có nền y học riêng đó. Có bao nhiêu dân tộc là có bấy nhiêu nền văn hóa, có bấy nhiêu nền văn hóa là có bấy nhiêu nền y học. Dân tộc nào dù nhỏ đến đâu, dù yếu đâu, có cách chữa của họ. Tất nhiên cách chữa đó thô sơ. Này, cách chữa đó hết sức là tự nhiên. Mà càng ngày càng học càng tiến đấy, người ta càng nắm khoa học rồi, người ta càng đi đến ở chỗ sâu sắc hơn, tìm được nguyên nhân bệnh tật, và từ đó đấy là chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Cho nên từ xưa đến nay, không nói các bạn biết rồi, người ta chia ra hai nền văn học Đông phương và văn học Tây phương. Mỗi nền văn học đó có một nền y học riêng của nó, mà ta gọi chung đấy là Đông y. Tất cả cái nền mà y học để mà đảm bảo sự sống, nghiên cứu bệnh tật, chữa cho con người để giải mã bệnh bế tắc đấy, thì suốt từ Mông Cổ tận Indonesia, cái đó là thường gọi Đông y. Này, mà cái đặc trưng của Đông y là gì? Cái đặc thù của nó là gì? Cái đặc điểm của nó là gì? Tức là âm dương ngũ hành. Mà trung tâm của nó đấy là Trung Quốc, mà ta gọi là Trung y. Này, âm dương ngũ hành. Thế còn cái đặc điểm của Tây y là gì? Này, là gì? Là phân tích nguyên nhân của bệnh tật trên cơ sở thực nghiệm, và đi đến tận gen, tức là gì? Phân tích đến tận cơ sở vật chất của cái bệnh đó để tìm được nguyên nhân tại sao ra bệnh. Này, thì các biết đó là rất khoa học, mà ngày càng lấn lướt Đông y. Nhưng mà phải nói thế này, có nhiều bệnh Tây y không chữa được mà sang Đông y lại giải thoát cho người ta. Có nhiều bệnh Đông y chữa mãi không xong mà sang Tây y lại được hoàn tất. Cho nên mặc dù mạnh đến thế nào đi nữa, nó có cái bất cập riêng của nó, có cái nhược điểm riêng của nó, nó còn có chỗ là yếu. Cho nên ta đấy có nghiên cứu cái phương pháp diện trần điều khiển liệu pháp này, trước hết tôi xin thương các bạn phải nắm được cái đặc trưng của Tây y, phải hiểu được cái đặc điểm của Đông y, ta nắm được nét thân của từng loại này, dùng nó để mà chữa bệnh cho bà con chúng ta. Vậy thì Tây y là gì? Tôi nói rồi, cái nào ta không biết ý, mình khuyên bà con nên chụp hình, nên siêu âm, nên điện tâm đồ, nên điện não đồ, thậm chí nên ấy là chụp hình cắt lớp MRI. Mặc dù bây giờ nó đắt, rất đắt tiền, 2,5 triệu, 2,4 triệu, 2,8 triệu một lần chụp. Ở đây có ai mà chụp cho gia đình là tới 3 lần. Đấy, tới 3 lần mà bệnh viện lấy mỗi một lần 2,8 triệu. Hả? Bao nhiêu? 2 triệu. Thấy đấy, vừa rồi có người 2,8 triệu. Một cháu nhỏ bị là teo não mà nằm bệnh viện 3 tháng. 3 lần chụp MRI, mỗi lần 2,8 triệu. Đấy, ta thường thường xem thế này, không bớt tí gì cả. Mà cứ mỗi một ngành như thế là 3,5 triệu tiền phòng. Năm 3 tháng tốn bao nhiêu tiền? Mà cuối cùng mới tìm được là teo não. Đấy, như vậy. Tất nhiên mình cố gắng nắm cái đó. Thế còn Đông y là cái gì? Ta nắm được của nó là âm dương ngũ hành. Thế thì chúng ta cố gắng vận dụng cái thế mạnh của từng cái loại mà y học của từng phương mà này vào trong cái của chúng ta để ta chữa. Này, là như vậy. Thế thì mỗi một ngành y học nó có cái bất cập riêng của nó. Thì các bạn thấy đấy, 1/4 thế kỷ nay, từ năm 1980 bắt đầu sản sinh một phương pháp mới, một cách thức chữa bệnh mới, không cần thuốc, không kim châm, không dao kéo kìm cặp, mà ngược lại giải mã được rất nhiều bệnh ở ngoại vi cơ thể cũng như nội tạng con người. Cái phương pháp đó tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Trung. Đó. Hình như có thể ngàn đời nay đấy, chúng ta này, loài người chúng ta này mong muốn làm sao có một phương pháp chữa bệnh mà không cần phải thuốc. Đó là cái ao ước rất chính đáng của cả loài người từ xưa đến nay.
Người ta biết là mạnh thế nào, tây y càng uống thuốc bao nhiêu đấy, có khi không chữa được cái bệnh mà đang mong muốn, mà ngược lại đẻ thêm ra cái bệnh mới. Tây y ta có thể kể rất nhiều bệnh mà tây y có thể nói là bất cập. Tôi chỉ đơn cử một thí dụ nhỏ để các bạn thấy này. Ví dụ như viêm xoang. Xoang là cái gì đã? Xoang là cái hốc ở đây này, ở đầu này, ở trán, ở mặt này. Nó thông với nhau bằng đường tơ kẽ tóc. Khi nó bị viêm rồi, tức là bị mưng mủ. Mưng mủ không có lối thoát, nhức nhối vô cùng. Viêm xoang là nhiều loại, nhưng cái viêm xoang đằng sau này, gọi là viêm xoang sàng sau này, nặng nhất. Nặng đến mức độ gì? Nó nhức nhối con người đập đầu vào tường, đập đầu vào cột, mong cái sự mà an ủi, nhẹ nhàng, bớt đi mà không xong. Thế thì uống thuốc vào thì các bạn thấy không giảm được, không khỏi được. Đến mức độ là uống hết năm nọ qua năm kia thì lại xảy sinh ra mấy cái bệnh mới. Bệnh gì? Càng giảm đau bao nhiêu, càng uống thuốc bao nhiêu thì nảy sinh ra một, trí nhớ giảm rất mau. Nhiều khi tay cầm cái cây bấm huyệt thế này này, răm 10 phút sau không tìm thấy mà cuối cùng mở ra, à đây rồi. Có người lơ đễnh mà trí nhớ đấy, giảm phút đến thế mà. Ở đây tôi xin nói, tôi xin qua mặt này tôi có thể đoán được ở đây tới 2/3 các bạn có cái bệnh rồi. Tôi đoán được là vì bên đây nhìn mặt mà có thể đoán được bệnh. Rồi tôi sẽ nói, trong quá trình tôi sẽ nói các bạn. Mà đi 21 nước rồi người ta ngạc nhiên về cái ông ma xó này. Tại sao mà nhìn mặt mà dám đoán bệnh, mà đoán bệnh thật sự là đúng. Cái ngó cái bệnh mà trong nội tạng mà bên người nhà nhiều khi người ta cũng giấu kín, mà ngược lại cái ông này lại biết. Nó như vậy. Mình nhìn mặt là thấy ngay em tức. Khi có kinh nghiệm rồi, khi có thực tế lâm sàng rồi, người ta có thể kết luận là nhìn cái này này, có thể nói được cái bệnh đó. Nó như vậy. Cái thứ hai, mà càng uống thuốc bao nhiêu các bạn biết rồi, chống viêm xoang thì ngược lại là gì? Mắt nó mờ đi. Mờ đi rất nhanh. Không thể tưởng tượng được. Mà đeo kính cứ thêm độ mãi. Mà cái đeo kính các bạn biết rồi, tôi xin lỗi mà nói vui thế này, cách đây vào khoảng 5-60 năm về trước đấy, thì đeo kính tức là gì? Biểu hiện là con người trí thức cao. Nhất lại cầm quyển sách mà dày cộm cộm như thế này nữa này. Chào ơi, đại trí thức. Ông cầm quyển sách dày như quyển từ điển mà lại đeo kính dày nữa, càng dày bao nhiêu, đại trí thức. Ai biết đâu là cái người mà đeo kính đấy, tức là mang gông mang cùm vào mắt mình, muốn bỏ đi mà không được, muốn quẳng đi mà không xong, bị bỏ đi đấy thì mắt không nhìn thấy gì cả, sờ sờ quẳng quẳng cái này thôi. Thế mà càng uống thuốc giảm đau bao nhiêu, càng chữa viêm xoang bao nhiêu thì trí nhớ càng giảm mà mắt càng mờ. Đấy. Và cái thứ ba là gì? Cái thứ ba không tránh được, rất phổ biến. Tôi chữa hàng triệu lượt người bị viêm xoang ở khắp thế giới rồi, ở châu Âu, ở châu Úc, ở châu Phi, rồi thì là ở châu Á rồi, thì bao nhiêu đưa chỗ đấy loét bao tử. Đó là ba cái bệnh phổ biến nhất, chưa nói là thận, chưa nói là khớp, mà ba cái bệnh phổ biến nhất, bất cứ da trắng, da nâu, da đen, da vàng mà uống như thế được vẫn đến như vậy. Đấy, các bạn thấy không? Không chữa được, một cái bệnh rất thông thường, không có bác sĩ nào ở thế gian này mà nói rằng tôi chữa được viêm xoang. Hết thuốc lại có bệnh. Đến mức độ là gì? Phải giải phẫu mà. Phải mổ để mà nạo cái mủ nó ra, rồi cuối cùng hết thuốc lại bị lại, 2-3-4 ngày lại bị lại. Ở đây chữa rất nhiều, người ta ghi lại trong sổ sách chúng tôi nhiều lắm. Để các bạn thấy rằng đấy, cái bất cập ở đấy. Thế bây giờ đẻ ra một phương pháp hàng nghìn năm nay ta mong muốn, một cái thứ bệnh mà không cần phải thuốc mà khỏi, sướng quá đi. Đó là cái mong muốn ngàn đời, đó là cái ước muốn ngàn đời đấy, đó là cái hy vọng người đời từ xưa anh mong muốn, bây giờ 1/4 thế kỷ nó đã xuất hiện rồi. Đấy, các bạn thấy đó, nó giải mã được cái chỗ đó đấy. Đấy. Cho nên cái phương pháp này nó ra đời này, nó đưa đến có thể nói là cái sự mong muốn của người ta đã đành rồi, mà cái hy vọng đạt được rồi, mà đồng thời này, người ta càng mong muốn càng làm thế nào để cái phương pháp này nó phổ cập. Không phải ở một nhóm người, không phải một số ít người, mà người người nhà nhà nắm được đấy, đó là hạnh phúc của một dân tộc, hạnh phúc cho loài người nắm được cái phương pháp. Là như vậy. Tại sao mà tôi nói như thế? Tôi nói như vậy là bởi vì thế này. Này. Là các bạn nhớ rằng cái phương pháp này khi mà nó chữa không cần thuốc đấy. Bởi vì nó phát hiện ra rồi,
trên khuôn mặt của ta này. Khuôn mặt của ta, ta ngồi đây không ai giống nhau cả. Người thì trái xoan, người thì vuông chữ điền, người thì là mặt nở, người thì mặt trót. Tôi xin lỗi, nói chung như thế thôi. Nhưng mà bất kỳ khuôn mặt như thế nào, cả một kho thần dược, cả một kho thuốc mà trời đất đã ban sẵn cho từng con người rồi. Cái khuôn mặt chúng ta này là một kho thần dược, là một kho thuốc tiên mà trời đất đã ban sẵn cho từng con người rồi, mà ta không biết. Mà ta không biết. Sờ lên mặt là thấy thuốc, sờ lên chán là thấy thuốc, sờ lên cầm là thấy thuốc và chữa các bệnh. Thì tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy. Mình không biết. Khi nào có bệnh cứ chạy đôn chạy đáo, chạy nhốn chạy nháo, rồi cuối cùng là tiền mất tật mang, nào là thuốc tây, nào là thuốc tàu, đủ thứ thôi. Mà ngược lại đưa lại kết quả tôi đã trình bày các bạn rồi. Này. Cho nên chính là cái phước, mà chính là cái duyên lớn mà chúng ta nắm được cái phương pháp này để tự chúng ta đây thực hiện cứu mình và giúp đời này. Này. Tôi nói như thế bởi vì các bạn làm thế này này. Cái khuôn mặt của chúng ta này. Và đồng thời toàn bộ cơ thể chúng ta này là một bộ máy sinh học, nó chạy bằng năng lực vũ trụ. Nó có khả năng tự điều chỉnh rất cao. Này. Mà trên khuôn mặt này thôi, các bạn nhìn xem. Đây. Đây là nhìn chính diện đây, nhìn thẳng đây. Và đây là nhìn nghiêng, nhìn trắc diện đây, hai bên má đây, má bên phải, má bên trái đây. Tất cả cái này này chừng khoảng độ trên 500 cái huyệt vị. Mà mỗi huyệt vị đấy là tương ứng như một vị thuốc. Đây là cả một kho thần dược. Đây là cả một kho thuốc tiên nằm sẵn trong cơ thể, nhất là trên mặt chúng ta để ta chữa bệnh rồi. Có cần phải thuốc ngoài đời đâu. Mà thuốc ngoài đời dù hiếm, dù quý, dù đắt đến đâu nữa, không thể bằng thuốc của chính cơ thể chúng ta sản ra để lại tự giải mã cái bế tắc cho chính cơ thể nó. Thuốc nào dù quý đến đâu nữa, các bạn biết rồi, đều có cái tác dụng phụ mà ta vẫn nói vui là gì. Thuốc là một con dao hai lưỡi. Nó có cái mặt này tích cực để chữa bệnh này, nhưng cái mặt khác nữa nó lại đẻ ra thêm những cái bệnh khác, để phá những cái cơ quan này, bộ phận khác trong cơ thể, để rồi cuối cùng lại phải dùng thuốc khác hơn nữa, cứ thế mà chồng chất. Thế đấy, ta có dùng thuốc bên ngoài đâu. Thôi ví dụ, đây có thể nêu rất nhiều thí dụ, hết cả mấy ngày hôm nay mà không hết đâu. Tôi chỉ nêu mấy dụ điển hình thôi. Bây giờ, ai đó trong chúng ta bị huyết áp cao. Bệnh huyết áp cao là thế nào đã? Bình thường con người ta thế này này, theo cái tổ chức y tế thế giới đấy, huyết áp tối ưu là 12/8. 13/8 tốt, 14/8 tạm được, 15/8 người ta gọi là huyết áp cao rồi. Vậy thì ai bị huyết áp cao, đến lúc bây giờ nó lên rồi, 16, 17, 18, đôi mươi rồi, thì gì? Bần thần khó chịu, rồi là chóng mặt, rồi thì nhức đầu, rồi thì người thấy nôn nao, thì tức là có thể chứng tỏ huyết áp cao rồi. Nếu người đó thường xuyên bị thì thế này thôi. Đây, các bạn cầm cây gậy như ý của Tề Thiên Đại Thánh này, ta bấm đằng sau huyệt, đằng sau tai. Đây, huyệt 15 đằng sau cái loa tai này, ta bấm chừng khoảng 1 phút đồng hồ thôi. Đây, các bạn có thể dừng mở ra đây. Đây, các bạn có hết cái này rồi. Các bạn gỡ ra đi. Đó. Vâng. Đây, cả hai mặt đấy. Các bạn bấm huyệt 15 đằng sau dái tai, độ 30 cái, 1 phút đồng hồ, 40-50 cái. Huyết áp bao nhiêu nữa cũng xuống ngay. Nó đang 17-18, nó xuống 16, xuống 15, rồi xuống 14. Tạm được rồi, xuống 13 nó càng tốt, xuống 12 nó tuyệt vời. Nó bấm biết. Đây. Thế thôi, có gì đâu. Các bạn bấm như thế này này. Lâu dài chừng khoảng độ 10 ngày hoặc là 2 tuần thì có thể nói huyết áp ấy ổn định tương đối lâu dài, có khi vài tháng không lên hoặc lên không đáng kể, nó lên 13, nó lên 14, đấy, nằm trong cái dao động trong cái mấy con số thôi, tôi yên tâm thôi. Đến thế mà đâu có phải uống thuốc hàng ngày đâu, có người huyết áp cao đến mức độ có ngày uống tới 3 lần, thông thường là uống 1 lần,
nhiều uống 2 lần, con người đặc biệt uống lên 3 lần trong một ngày, vì 3 lần nó lên mà lên không uống thuốc thì lôi thôi lắm đấy. Vâng, đằng sau dây tay bên trái ạ, không một bên thôi, một bên thôi. Tất nhiên huyệt 15 có thể cả hai bên, bên trái và bên phải, nhưng mà bên trái đủ rồi, hiệu nghiệm rồi, kết quả tức thời rồi, không cần bên phải, nhưng bên trái thường rất mau. Rồi tôi sẽ nói lý do tại sao các bạn biết. Đây, thế thôi, xuống rồi. Vậy thì ai đó trong số chúng ta bị huyết áp cao này, các bạn nhớ có cái này trong túi này, đừng có bao giờ quên. Tôi bao giờ cũng thế, có đây hết. Này, này, bao giờ cũng có này. Để phòng thân mà, các cụ nói nôm na quân tử phòng thân, không biết đây có phải quân tử hay không, nhưng mà cứ phải phòng thân đã. Đây, bỏ đây. Bất cứ đêm ngày, đi đâu sáng sớm chiều tối, bỏ đây, không có lúc nào rời nó. Đến mức độ thế này, tôi xin lỗi các bạn, tôi nói vui thế này, nhắc nhở vợ con, rồi các cháu, các chắc đấy. Khi nào ông nhắm mắt mà xuôi tay, nhớ kiểm tra trong túi xem có cái này không. Nếu mà thiếu, nếu mà thiếu, tôi nói là nếu mà thiếu, thì nhớ bỏ ở đây. Để cho sao? Để cho xuống dưới vẫn là. Không phải xuống dưới mà lên trên này chứ. À, vâng. Tôi nói vui các bạn thế này. Cái con số mà người ta ở trên trái đất này, hành tinh bây giờ là trên 6 tỷ. Vậy các bạn biết là trên thế giới bên kia có bao nhiêu tỷ không? Nhiều. Bao nhiêu mà bạn đoán bao nhiêu nào? Không biết được. Chắc là 15 lần thế nào? Hàng trăm, hàng nghìn lần chứ. Bởi vì hàng vạn năm rồi mà. Hàng vạn năm rồi mà thì mất bao nhiêu người. Bây giờ là 6 tỷ nhưng bên không biết bao nhiêu. Gấp con số không phải là 3 con số mà 4 con số hơn. Thế đấy, các bạn cứ thế này thôi. Đây, tôi ví dụ lại thứ hai. Bây giờ ai bị huyết áp thấp, 12 trên 8 là tối ưu phải không? Bây nó tụt xuống 11, tạm được. Xuống 10 đã bắt rối rồi, xuống 9 là thôi, người khổ sở bần thần lắm. Thế đây các bạn ơi, này, cầm cái bấm huyệt này, các bạn bấm thôi. Huyệt số 19, đầu nhân trung. Ủa sao phải ngay đây vậy? Thế đây cứ chấm đá. Đây, đầu nhân trung, cũng bấm vào khoảng độ 1 phút. Vài ba bốn chục cái. Thế thì nó đang từ 10, nó bỏ lên 11, nó bỏ lên 12 là được rồi. Hoặc là nó đang từ 9 nó bỏ lên 10, cho đó bỏ lên 11, nó tạm chưa cần 12, 11 nó đã tạm yên rồi. Thế đấy, này, những ai bị huyết áp thấp, nhớ bấm huyệt 19 đầu nhân trung. Vài chục cái để nâng nó lên. Những ai bị huyết áp thấp, nhớ nhất đừng có làm sai. Huyết áp cao thì bấm huyệt 15 bên trái để hạ nó xuống. Huyết áp thấp, bấm huyệt 19 đầu nhân trung để nâng nó lên. Ngang bằng với cái tầm mà chúng ta mong muốn là 12 hoặc 13. Thế thôi. Thế đấy, một huyệt mà đã ghê gớm rồi. Thế bây giờ còn nhiều huyệt nữa. Cái này đây, muốn huyết áp cao rất nhiều huyệt, rồi tôi sẽ thông báo cho các bạn. Huyết áp thấp rất nhiều huyệt để ta bấm. Đấy. Nào, đấy nhá, tôi xin nói để các bạn thấy. Thế bây giờ thế này, bây những ai mà tim đập nhanh. Đấy, thế đây này, các bạn bấm đây này. Ở cái rãnh này hay cái thung lũng đây này. Bên trái ạ? Vâng, bên trái, huyệt 57. Cũng bấm với tôi khoảng 1 phút đi. Đang nhanh thình thình đến nỗi mình tay để sờ mà ngực này mà cũng thấy là tay nó dần dần thế này mà. Có người đến thế mà. 57. 57 bên trái, tức là 57 âm hay 57 trừ cũng được. Bấm đi này. Thế là nó đang rất nhanh, cuối cùng xuống chậm chậm, cuối cùng ở mức độ bình thường. Đây đây, tuyệt vời chứ. Cứ thế mà các bạn làm chứ. Đó. Hoặc ví dụ bây giờ cái cổ tay này của ta này, có ai mà bị bong gân trật khớp, quay đi quay lại khó khăn, nhiều khi không cầm nắm được cái gì một cách thật chắc chắn này.